Bạn nào đúng rồi đó giúp đi. Nó ngồi nó luôn á. Càng già nó đời kìa. Vừa nó chủ đời cái cuộc kia đây. Rồi chào anh em nha. À chơi cái này hả? Anh ngồi đây ngồi kia. Ở gì thì mình dùng thôi. Chú Việt đai tắt rồi à? Khi nào á chú Việt mà mời chú nhớ nói một tiếng để cho mình biết đường mình đi, chú mời vẫn đưa thiệp đưa đôi đầy rồi ra tới. Chúng ta bữa cơm nghèo đảm ba cái đá. Thế sao chủ việc mà mời đôi gì chủ việc mà nói tiếng với chủ việc không thân vậy sao tới chủ việc? Thấy công việc nào không làm được em có chạy qua thôi chứ bệnh làm được để bệnh làm chứ. Chạy bây ơi chạy. Chạy chặt thôi. Đâu mà đi lung tung đấy. Tắt từ việc tắt tay rồi bà con ơi. Tắt rồi. Rồi ờ, chạy đi chạy xúc xúc đi xúc tượng ra chạy chạy cho biết. Gọi là gì đó hả? Bỏ chuyện sắp luôn rồi đạp ở đây cái đỉnh ra đạp đâu rồi nữa. Đạp ở đây cái đỉnh ra hoa luôn mà không còn đạp rồi nữa. Đi đâu?
Ừ, giờ này con cười gì nữa mà cười. Nguyện thì si thôi chứ cười gì nữa. Ừ, tên thì xấu thì em cắm. Tên mà cắm thì Nguyễn thì si. Chào rất là cờ đó. Lúc đó em ơi mà. Cảm ơn chú em. Cảm ơn chú Việt. Đó, thế là mời này. Có đưa thiệp ra hoa. Đó. Chẳng phải là không đưa thiệp nữa.
đâu đồ gì hết ở đấy hết nói rồi gì. Rồi cái gì đấy mà rồi hả, rồi gì mà rồi đi ông nội luôn cho rồi đồ không rồi chịu đi. Màu đen chịu chịu le về đi chị em sao máu lên chết đủ thứ nè chết 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 chưa tham gia lái ông hồ chủ việc chủ việc đi ông nội đó kia nói nhiều quá để tập trung mà đỡ đỡ được nói nhiều quá lái mạnh lên nha mày lái mạnh lên ủng hộ hai người nha 280 mấy rồi mới được có 13 like một người like mạnh lên cho lên 20 like đi anh em ơi. Đừng có nói để cho chết cũng có cái phạt. Thừa lắm cho nên mình ngồi coi thôi đừng có nói vô chủ việc chủ nói bắt đầu không phải thấy hấp dẫn dữ vậy ta chủ việc nha. Chủ đỡ gì? Đi đây chủ đỡ gì? Đây sao chủ đỡ? Tưởng ăn được cái xe.
xé đồ ăn. Đừng ngày năm mà hên chịt không mà sao ăn được. Xin lỗi. Đây hai quả bác con ơi. Đâu mà chỗ đó thích chủ ra xe chú đây chủ ra xe chủ đó đó. Chỗ đó quýnh ngon quá. Chiều giờ lên đúng không? Cảm ăn vô hả? Ừ. Làm gì mà chủ việc không có? Quýnh lộn miếng nào á. Chỗ đó quýnh lộn chủ việc ăn phạm này. Ăn phạm này ta ăn về đây bác xe. Được bà bị bà thua mày yếu quá. Nó chịu đáng ta xe ra sao đó. Quýnh lộn miếng nào quá. Chỗ đó trồng ta ngon lắm. Để chút coi chị chỗ đó. Mày ăn con này ta bắt xe mày ăn tài phạm. Chỗ đó mình quýnh lộn được nước á. Mà ta chịu lên đợi ta xe ra đây sao đó. Thôi đây thôi ăn rồi. Đừng cho ngựa chiếu ăn rồi. Thôi đây nè. Tối đây nó thua rồi. Ăn mà chịu phạo lên sao nó xoay ra thua. Nước sao tôi thổi đây thua. Thì tao về đó tao dự ra thua. Không phải nước sao tôi thổi phạo giờ tới đây thua nè. Giờ chủ việc thua mới tung. Thổi phạo giờ tới đây nó thua rồi. Nữa không có chiếu được nè. Thổi giờ tới đây thôi. À đúng rồi. Thổi giờ tới đây là nó chậm một nghiệp nó thua. Chính xác chủ việc là đúng á. Cảm giác vô tay. Còn nữa. Còn nữa chứ không có đâu nè. Mày cũng là đủ mà thua. Đừng nóng, đừng nóng. Đúng không? Hổm mày ăn mày cũng thua một dọc á. Cái cuộc này là tao trị mày rồi mà. Đánh chết chết đi. Không tin là không xin nữa. Phải đốc kiểu tầm ai cũng chiếu tầm đi ra, tao có sợ. Chủ muốn ăn chứ chủ ăn này đây nhớ ăn chứ nhà tôi đưa nuôi một đống pháo làm chủ kỳ yên tâm đi. Nhà đông lắm. Nhà anh em đông lắm. Nhà tôi nuôi một đống pháo làm chủ yên tâm đi chủ việc. Mình mà đặng mà không công sao thì đâu em chịu mình quỳnh vô đây thì đâu mà nó đi đâu một đống vậy thằng này thằng kia đừng thể thê được không? Đừng thể thê được không? Thằng nào cũng xin nhớ về đó chủ muốn ăn con gì bà chủ ăn cũng bất thường.
phải đánh được đây, nó phải đánh được có cho cái việc chứ. Cả giả lại ủng hộ cho việc nha. Trời đợi con pháo này mà nó chạy thì có như ai mà đợi cho nổi. Cái con pháo chắn này mà nó chạy là ngay đợi được cái đó. Con sắn này mà chạy là đâu có ai đợi thôi. Chạy đó nè. Làm gì mà gọi cho mình. Thua tới không lo, lo gọi cho mình. Luồn xuống cái thằng đấy. Mày không về làm sao chủ việc của bố vào đâu. Cứ nói hoa cái tên chủ việc là chủ hai đồ thương. Mày cứ luồn xuống hoài. Trong quỷ nhỏ ra thêm. Cứ đỡ thơ hoài à. Ăn đi chú Việt, ăn luôn, ăn xe mày đó. Tao biết mày đút vô á, không biết. Tao biết mày đút con xe vô mày không biết, không có làm gì á. Mày là luôn luôn đi nhiều nước Cà Mau, tao biết trước là phải đủ. Không đeo. Không đeo rồi à. Mày không có vàng chỉ mà chết chết luôn. Làm hồi chú Việt đó, thấy chưa? Mai sau bố cái là chú Việt cũng đổ thương lên, thấy chưa? Tao nói rồi, đừng có bác cho sao có hết á. Ủa, gạt tường nữa, hẹn gạt tường thôi à. Ta gạt tường lấy chứ, không gạt nữa. Chịu chung mấy vậy. Ôi, qua đây. À, cái vấn đề là không có cho chị. Trời đó, xong anh chạy rồi đó là mày biết rồi đó. Không có, mới có gác chứ, nội mà chủ đồ thương giang luôn chứ. Giang cái bình vô đó. Ừ, giang bộ bình túi mà. Rồi, tôi điện giang nó ra chứ, giang này đâu có điện. Điện công không à. Mỗi lần tôi rủ nó cái nó điện công. Tại nói Giang không phải bao phe đó. Đâu vậy không ai.
chỗ đó chạy phép đâu mà đi mà lung tung vậy, có xin phép không? Ăn luôn đi. Đi phải cờ xin phép. Đường quá lượng đi là mình không có được đi. Cảm ơn chú biết. Cảm ơn chú biết. Ờ, thì chú đợi, tặng chú, chú đợi, chú nào mà mệt thế thôi à. Đánh cái này là chủ việc đưa cơ quá này, bảo đảm hứa danh dự chủ việc phải cầm cơ đây cầm nè. Yếu mà la phải hả? Không có yếu gì đâu. Không yếu. Yếu làm cái gì? Ờ, đó, đó, chủ cứ đi đấy. Tao lệnh sĩ nè, ê, tôi gọi tay nha. Dạ. Nè, cái chuyện lên chuyện của chủ chứ chuyện gì của ai mà chủ la.
Ê, Huệ Thoan nghe, mày mới nói rồi nghe. Nói gì vậy? Anh Điền nhớ nghe, hằng này nó nói Huệ, anh nghe anh Điền. Nói dù sao nó cũng lớn lắm rồi nghe, nó phải con nít rồi. Anh nè, gõ vô đầu nó nè anh Điền. Nó thằng nó dốc. Dù sao uống rượu nhiều quá rồi nó dốc rồi. Hả? Nhật ba về cho biết. Xuống đi. Bây giờ là tháng mấy rồi hỡi em? Chết xe. Qua cổ mày giờ đó. Mày đúng rồi. Mày lo mày chết rồi. Ho. Ho khè khè chi tí vậy anh. Mày chết con luôn. Thật giả luôn. Dốc. À, đâu sức quần chạy thấy con đỉ mẹ mà thắng mấy. Nó đâu có thằng thằng già này nó dốc điểm nó cho tiền này á. Già này già dọn. Đâu mà kéo về bắt xe ta không dám nữa nè. Rồi đúng. Già này già nó dốc. Đi qua đây anh đi ăn trộm mà đủ thấy chủ nhà về cái chạy liền thấy không? Nói rồi ăn trộm. Đừng có để nói để nó chơi chuột tới. Phải chạy chạy trước khi chồng nó về. Phải chạy chứ, phải chạy trước khi chồng nó trong cà phê chứ. Ở đây chạy thấy mẹ đụng cả chốt nằm đây thua rồi thấy không? Thua gì vậy? Tôi đây là tao heo vô, anh phán này mày làm cái gì mà bí? Đừng nói đây, đây người ta trái chuột đâu không? Bây giờ tháo cái gì? Ngàn ngửa chứ không có gì. Ngàn ngửa chứ không có gì. Thì phải chứ. Đi từ từ. Ôi, báo quanh kia rồi.
này thì coi như vừa thổi kèn gió điều hiếu. Ăn không rồi, rồi nó gọi bỏ xe hả? Trời ơi, sao giờ quá nó khổ. Sao giờ quá vậy? Dĩ ta, chỗ khác, chỗ này không phải chỗ chủ, chỗ của chủ ngắm cảnh xem hoa. Dĩ tản. Ừ, người con. Đừng có cho mình dám rồi. Đậu quán xe. Vì sao mà người ta cầm xe phạm, mình sẽ chỗ mà nói không giảm mà sao? Sao đỡ? Anh đứng trước kìa đó rồi sao đỡ? Hàng mây rồi rất là không có chỗ đứng em lên bay ơi. Bây giờ là tháng mấy rồi hỡi em?
xuân nay tất cả được ngon vừa cái gì ta. Dán đầu á, xong cái dán sau anh đánh bọt này mà. Cầu Hòa là đây, đó chạy được rồi, chạy về mà cảm ơn chị Diệp. Chủ tiệm đi ăn giam sớm rồi. Thì mừng rỡ thua ăn mấy hoài không sao á. Chứ hai chắc từ xưa gì đó. Ở đây ngộ rồi, thua ăn mấy hoài. Bắt đầu đưa ở đây rồi đó. Thua ăn mấy hoài thấy im rượu hết. Ăn được bạn mừng độ lớn hết tội. Thua ăn mấy hoài đó là thôi bỏ đi. Sạn già nó vô tay. Chỉ cần ăn bàn thôi, còn ăn mấy hoài là thua bỏ. Vô. Hay quá vậy ta. Chết rồi. Thua tới ăn mấy hoài là bỏ đi. Đừng nhắc từ xưa được không? Gì? Đâu mình thua mới có mấy ngày đây xưa cái gì? Thôi người ta hay mấy vàng đó bỏ chạy. Tới chiều mày cũng chung nữa, không biết nhiêu vàng thôi à. Chừng nào thua ai cũng có 3 trận mày thua ta 28 giây mà đâu. Chừng nào thua ở đây. Không cho biết con nào, hãy ra bữa nó dừng rồi. Giờ mình chơi chiêu vậy đó. Yêu đôi môi hồng tiệm nè.
đẹp như son tươi. Từ lên nào, từ việc đi con nào, từ việc đi từ đi chủ việc. Mày nhiều con đi quá vậy mà. Ủa, tụi chẳng biết đó, nó cầm đi được chứ mấy. Đó, đó là lên. Chạy chứ, buổi sáng người ta sẽ rôm roi còn tụi chiếc xích lô để em đi đổi. Bây giờ là ngô xe tao. Xe người ta sẽ rôm roi mình xích lô mình đòi đổi. 4 ngày của mình. Dắt em trước kìa. Mua hàng mấy quả nó mất cỡ chuẩn lắm. Ủa là nhiều bất cứ chung nữa là chị bác. Đây là mình ảnh của việc đi ông đội rồi. Cái gì nữa, có biết tướng hắn là thật 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 tướng hắn là cái chạy 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 ấy có em chưa vậy? Bắt xe là phải đứng yên cho nó chạy nó chạy quýnh ra dưới quê rồi chạy không được. Nó nói sao chạy kỳ vậy? Không. Để tìm quá. Để cho nó. Bắt không cho chạy. Mới để cho. Mình dở quá không hiểu chứ là đâu nè. Đang chưa uống thuốc. Càng nhúc nhích nó càng vô sâu. Đáng ngứa quá. Đáng ngứa quá. Tao nói những cái đường quýnh của mày tao không lại. Lúc vô mày chưa lúc gì đây, chưa lúc gì con. Rồi lúc ăn xe đi nè, đâm cái ăn xe liền nè, đâm vô bụng đi. Thiếu cái tao thấy cái mệt cái mày. Mày đắp giữa lộ luôn, hồi thân nhận tới nhìn cặp đây. Cặp đây bỏ dưới đâu. Ủa vậy hết à hả? Ủa hết là sao? Hả? Coi đi coi hết. Ủa?
vậy là hết rồi, cái mấy sao phải màu xe lại đi, xe chú đặt đi. Thì giờ lộn rồi cho mình chuyện mình hấp lộn người đi. À, thì cũng vậy chứ còn khác nháo gì đâu. Về chứ đến đây mà mình bắt xong. Anh bên chụp. Có gì đâu chạy thôi. Rồi làm cái anh chụp tàu đi, cầm cái tiền chụp tàu đó gì đâu. Quý vị chạy chạy chứ, mà chạy thôi. Đi đâu vậy? Giờ phạt đó. Còn cái mẹ một đồng giờ nó này có gì? Đúng phải tao đi là đéo có giấy tờ gì hết. Tao mày vô pháo, vô pháo. Nó rồi cũng như tao hả, cũng làm chạy thấy mày vô quá rồi. Mày biết thằng này là thằng nào không? Nó trình độ mày ở đây, tao với anh chấp mày còn xe lắm. Thôi thôi thôi, đừng nói chấp được không? Tại vì bỏ xe gốc ra. Ừ, nhưng mà phải im mới được tao mới chấp. Còn hả, không lá hoài là vợ tao không chấp. Tại vì cờ dở mà là quát quát quát. Quýnh hồi tao báo dép gì đâu, đủ mấy tay ngàn hết. Hai ba con xe buông buông quá, tôi lấy vỏ tôi xịt ra chạy với hết mẹ nó. Này kiếm mà, ba kiếm hôn đủ mấy em. Vỏ hôn chạy rồi đâu. Trời này là trời kiếm hôn. Nó kỹ vỏ hôn lắm. La tôi xịt cho mình ra, xịt một hồ để chạy. Trời kiếm hôn mà la ra nha. Trời kiếm hôn hả? Ờ, bởi tôi xịt vỏ hôn chạy quá trời. Phải không? Hết trời. Giác cái gì nữa mà giác. Ở đây khiêng tao chưa sợ nó chứ giác. Ôi trời, trà không có đất chơi. Ôi chạy, gì đâu ghê vậy. Chạy hả? Ờ chạy. Ôi chạy tao cũng chạy. À vô bắt chủ hả mày? Anh nước đó anh Thanh anh đi rồi mày. Vô bắt chủ. Chạy. Ừ chạy chạy. Ờ chạy đi. Sao chủ việc mơ là nhớ điều thiệp đâu nghe chủ việc. Tao định được đọc lắm trong phải nước đó đâu. Tao biết đọc không mà, còn phải nước tiền đâu mày. Được gì kề chủ cho ảnh hưởng gì đâu mà nhặt bá. Đừng tìm đọc chủ, tìm hoàn cảnh đó đâu mà. Đi! Để nó chơi chủ coi, đừng có phạ được. Chơi cái gì giữa ban ngày mà mày hẹn xuống mày chơi hả? Tôi luôn à. Ở đâu mà giữa quán cà phê mày cũng rồi chơi nữa. Làm loạn hả? Mày định có đây làm loạn hả? Lên luôn. Hôm nay ở ngoài quán cà phê mà trời nó đẹp xuống mình chơi luôn. Thế gì đâu bắt nó chạy thôi. Nhớ đâu nó cũng chơi được. Đó. Mình định vậy để cho con chuột nó bắt mình. Đó vậy đó, định kém kém chơi vậy đó. Đó à, ăn đi chuột nha. Chuột mình định vậy, mình kém vậy, ép trong chuột bắt mình mới được. Ủa sống bắt chưa biết. Thôi cùng ngừa về là tôi vui rồi. Vui không? Vui rồi. Vui thôi tao về đó. Tao phải vui lắm. Tao vui. Vui không? Vui rồi. Vui đi. Vui quá. Vui rồi, vui rồi. Ăn đi. Rồi giờ mình xuống quá. Cái gì đó? 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 Cái gì đ
có ăn chương trình tiền có tiền có ăn là tiền của mình cũng nhau bởi đặng chứng còn đặng tay là làm gì hết á. Thôi quý vị có thôi, đừng nói với chủ nhiệm cũ đồ thừa cái lắm. Cảm ơn chủ nhiệm. Đừng nói khó để chối chụp được không? Dạ, cái gì mà giữa lộ mày đè xuống dài vậy? Muốn làm gì đó chúng ta đã làm. Nhìn là biết sợ má rồi. Bây giờ là sợ má rồi. Sợ má rồi. Bây giờ là sợ má rồi. Đâu? Có sống rồi. Ăn đi, không suy nghĩ gì hết. Muốn ăn hả? Muốn cái cốc này nữa nè. Chú muốn làm gì đó chú làm. Chú giật mẹ cái con. Chú giật mẹ cái con chuột lắc này kìa đã. Con này là mầm hòa. Bỏ gì hết đó. Không biết. Lên chú bay. Những cái thành xe mày sao? Thành chỗ mày còn không thấy nữa. Chú tạo mày được không? Nhưng mày cứng quá mà. Ủa sao không thấy ai khen mày nữa mày? Từ từ đừng có táo mày. Mày chết sao không thấy đâu mà ta khi quan tài. Ủa thì sao mày ba la vậy ta? Mới giờ này về thôi chứ chiều đâu có vụ về mày. Chiều.